Vâng, nên thưa quý vị và các bạn, xin nhân chào toàn thể quý bà con, cô bác xa quê. Hôm nay mình toàn có dịp đến bến xe khách Thiện Đình tại ở Hà Nội. Và bây giờ là 22 giờ hơn. Thì hôm nay mình toàn sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn về bến xe khách Mỹ Đình. Và cũng muốn chia sẻ luôn quý vị và các bạn là bến xe khách Mỹ Đình gồm những cái tuyến đi về đâu. Thì xin kính mời quý vị và các bạn chúng ta hãy đi vào xem bến xe khách Mỹ Đình ta gồm những cái tuyến nào. Và đây là quý vị các bạn đang thấy cái phòng bán vé, từ cổng đi vào là cái phòng bán vé. Còn trước cổng là quý vị các bạn thấy cái đường Phạm Hùng cũng như là cái đường cao tốc trên cao nối Đông và Tây Hà Nội. Ta cùng đi vào nhé, xem đến xe khách Mỹ Đình là cái tuyến đi đâu này. Đây, chúng ta đến phía bên trái, như các bạn thấy ở đây là đi Hà Nội, đi Hòa Bình, đi Yên Bái, đi Bắc Giang này, Bắc Ninh này, Tuyên Quang, Sơn La, đi Lào Cai này. Ở đây là có đi Hà Giang này, Lai Châu này, Mường La, Tuần Giáo, Lào Cai. Đây cũng là Lai Châu. Đây là lên của đường lên của chắc là của bến xe, người làm bến xe. Đây là có đi Hòa Bình, Quảng Ninh này. Mình gồm phải cháy Cẩm Phả, Cửa Ông, Mong Cái, Phú Thọ nữa kìa. Sapa này, Hà Giang tiếp này, Tuyên Quang thì có rồi, Mộc Châu khi địa bàn, Kim Bôi là ở Hòa Bình này. Có một mô hình xe rất là đẹp của Kimono. Bắc Giang, từ Bắc Tăng, 137. Đây và ở bến Mỹ Đình người ta cũng có cái bản hướng dẫn, thông tin hướng dẫn cũng như là để lại số điện thoại cho chúng ta để chúng ta liên hệ khi chúng ta có địa chỉ. Đây có đi Sao Đỏ, Hải Dương này. Hạ Long, Lào Cai. Đây quý vị bạn thấy đây là phía trong phòng chờ đấy, có cái hòm thư góp ý, nhưng hòm thư góp ý này hầu như là chẳng ai góp ý đâu các bạn. Đấy. Giờ là gần hơn 22 giờ tối, thành ra là cái lượng khách cũng rất là ít. Thì xin mời các bạn chúng ta cùng ra bến để chúng ta tham quan bến. Đây là phía ngoài bến của Việt Bản, các tàu xe đã chạy rất là nhiều rồi. Các cái chỗ trống này như đợt trước mình toàn đến đây là kín hết, nhất là vào những ngày lễ, ngày Tết thì là thôi rồi. Và đây thì các bạn thấy là bên này là có cái nhà vệ sinh. Và đây là cái đường ra của xe, một số xe mà đang còn ra ngoài bến. Hãy
để mà cảm nhận của Minh Toàn về bến xe Mỹ Đình và bến xe ở Hà Nội như bến xe Giáp Bát, bến xe Đức Ngầm, thì bến xe Mỹ Đình này quy củ hơn là bến xe Giáp Bát, ngang ngang nhau thôi quý vị bạn. Còn riêng bến xe Đức Ngầm thì trong các bến ở Hà Nội, bến xe Đức Ngầm là bến xe mà các cái tuyến của miền Trung và miền Nam, xe chạy các tuyến miền Trung miền Nam, bến đấy là được quy củ và sạch sẽ nhất. Bến Mỹ Đình này thì quý vị bạn thấy là không được bằng bến của Ngầm đâu. Đây, lát đầy bến luôn. Và có những người rất là vô ý thức, không biết là chắc là buồn tè quá, chạy ngay sau xe để mà tè luôn. Thành ra các vũng nước này cũng phần lớn là các vũng nước mà mọi người đi tè, sát xe để tè luôn, đi vệ sinh luôn. Xung quanh bến Mỹ Đình thì có rất là nhiều nhà cao tầng đây, các bạn đấy. Khi vào đến bến Mỹ Đình thì chúng ta nhớ chú ý là chúng ta khi mà vào bến thì vào những ngày lễ thì các bạn nên mua vé trước, còn không ra nhà xe thì các cái bảo kê cũng như là cò, hay còn gọi cò của bến ấy, dẫn khách lên xe đấy, thì họ sẽ trèo kéo chúng ta và làm chúng ta có thể là mất bình tĩnh. Và đây thì không biết là bộ giao thông như thế nào, nhưng mà ở đây ra bến xe Mỹ Đình thì vừa rồi tổng hỏi lấy xe thì mấy cái thì toàn là những cái nằm luồng, chứ không được là giường nằm, không được ghế ngồi, mà bắt buộc là phải nằm luồng khi mà xe đã đầy ghế. Thì không biết là đi trên đường họ có bị phạt hay không. Đây là các xe đang chuẩn bị ra. Và đây là một cái đường ra của bến Mỹ Đình. Và như quý vị và các bạn, như bà con cô bác đang nhìn thấy là trước là cái quầy vé, nhưng đi ra đây là có một cái đường ra phía sau của những cái xe mà chưa chạy nữa. Đây một cái đường và phía sau là những cái xe mà chưa chạy, chúng ta cùng ra cái phía sau xem là lượng xe để đến Mỹ Đình nhiều nhất. Và đây quý vị các bác, chúng ta thấy các đầu xe này thì chắc là tối ngày nay là không chạy. Đây chỉ là một cái dọc của xe thôi, và từ đây ra chỗ hết cái bến kia là có khoảng chứa khoảng 1 2 3 4 5 6 7 8, khoảng 8 cái đầu xe như này bạn, chúng ta nhân lên chắc là đến hàng trăm con xe đấy. Ở đây là xe này đang chạy Lào Cai. Xung quanh bến Mỹ Đình thì chúng ta không sợ là không, khi mà chúng ta có đi muộn về bến muộn thì chúng ta không sợ là không có chỗ nghỉ, bởi vì khu nhà nghỉ mọc ra rất là nhiều đấy, kể cả là ở đây ví dụ như là có cả mặt xa luôn đấy, hơi xa chút xa đấy, ra vé là 100.000, 150.000 và 200.000, không biết là mát cái gì hấp dẫn thế nhỉ.
Và đây thì các bạn thấy phía trên. Cạnh đây là có các cái quán. Quán thì bây giờ là muộn rồi, về đêm rồi nên mà người ta không mở. Nhưng mà ban ngày mở các cái quán ăn và bán các cái đồ tạp hóa. Khi mà quý vị và các bạn chúng ta đi các bên xe, đặc biệt là cũng các bến Hà Nội rất là nhộn nhịp, nên đồ đạc tư trang cá nhân thì mong rằng quý vị bạn ta hãy cẩn thận với tư trang cá nhân của mình. Và đây việc bạn ở bên sân đi thì là hôm nay là mình đi mong cái thì là hết cái giường nằm rồi mà phải ngồi luôn. Đây là một cái lượng người giống như mình đang phải ngồi luôn. Không biết là đi trên đường thì họ có gặp đối tượng phạm tội không, xử phạt không. Nhưng mà với lượng người luồng này nó mắc phải thì hầu như mình đi bắt xe thì đều không thấy bị phạt, phần lớn là không bị phạt. Bởi vì thấy chạy xuống xong rồi đưa rồi cửa sổ gì đấy xong để xem cái là mở ra cái gì trong cái hay là xem cái gì trong cái là xong rồi chỉ chưa đây một phút mà lại chạy lên xe đi luôn, chưa đây khoảng 30 giây chặn xe đi luôn. Hôm nay lượng khách ở bến xe Mỹ Đình cũng không đông, nhưng mà vào ngày lễ ngày Tết thì rất là đông. Nên khi mà quý vị bạn chúng ta mà vào bến Mỹ Đình, chúng ta hãy vào các quầy vé. Đây là phía sau quầy vé. Chúng ta vào quầy vé, chúng ta mua trước hoặc đặt liên hệ đặt xe để cho các bạn phải đỡ vất vả. Nhất là những bạn bè và bà con cô bác mà ở xa về, đi đâu về thì hoặc là ở Hà Nội đi. Nên liên hệ xe. Ở Hà Nội này là đang có cái dịch vụ xe là xe Grab, quý vị bạn có thể liên hệ với xe Grab hoặc là có cái app để chúng ta đặt xe của Grab Uber. Để bạn xem những cái video mới của kênh Việt Nam Travel, mong quý vị bạn có thể làm một hành động nhỏ, đó là nhấn cái nút đăng ký ở cái góc bên dưới của màn hình để bạn đón xem. Những cái đấy là đăng ký miễn phí của việc bạn nhé. Chúng ta đón xem những cái video mới của kênh Việt Nam Travel cũng như là về du lịch ở Hà Nội. Cuối cùng, chúng ta xin cảm ơn quý vị bạn đã dành thời gian để xem video này. Một lần nữa xin kính chúc quý vị bạn trong những chuyến đi luôn bình an. Hẹn gặp lại quý vị bạn trong những video tiếp theo.